cách để làm hông to ra. Những ngôi sao sở hữu thân hình đồng hồ cát như Scarlett Johansson hay Sofia Vergara trông rất hấp dẫn. Mặc dù vòng eo nhỏ là yếu tố quan trọng, nhưng bên cạnh đó vòng hông đẹp cũng sẽ góp phần không nhỏ trong việc thu hút mọi ánh nhìn. Nếu bạn muốn có một vòng hông nảy nở, dưới đây là một số bước để giúp bạn có được vẻ ngoài quyến rũ hơn. Phương pháp 1. Thay đổi vóc dáng 1 thực hiện các bài tập dành cho hông. nhấc chân sang hông, nâng hông và squat kick là một trong những bài tập của chế độ luyện tập tăng cường hông. Anh cả của những bài tập tăng vòng hông chính là động tác sai lăng với hai tạ đơn. Lăng là một trong các bài tập cực kỳ tốt cho hông. Bạn có thể thực hiện cùng với hai quả tạ đơn. Đây là một phiên bản tăng cường của bài tập lăng truyền thống nhằm nâng cao sức bền, tăng trưởng cơ bắp tiềm năng và phát triển chiều rộng của hông. Đặt hai bàn chân cách nhau khoảng hơn 60 cm, mũi chân hơi chếch ra ngoài, gập đầu gối phải xuống và hạ người vào tư thế lăng. Chân trái của bạn sẽ hoàn toàn thẳng và đóng vai trò là chân trụ. Hạ người xuống cho đến khi đùi của bạn song song với mặt đất, siết chặt cơ mông. Sau đó dùng lực ở hông đẩy ngược lại, chân phải duỗi thẳng. Đừng khép hai chân lại ngay. Hai bàn chân cần cách nhau khoảng hơn 60 cm trong suốt bài tập tiếp tục hạ người về bên kia, hạ xuống cho đến khi đầu gối của bạn gập thành một góc 90 độ, sau đó đẩy ngược lại. Một lần nữa, duỗi thẳng chân và giữ cố định hai bàn chân. Tư thế này sẽ bảo vệ khớp gối, giúp bạn tăng cơ tốt hơn và tăng khả năng chịu đựng. Thêm hai quả tạ đơn, mỗi tay cầm một quả tạ. Khi bạn hạ người về bên phải, tay phải cầm tạ đặt phía ngoài hông phải, tay trái cầm tạ đặt phía trước giữa hai chân đảo ngược vị trí hai tay đối với bên còn lại. Tay trái cầm tạ đặt bên ngoài hông trái, tay phải cầm tạ đặt phía trước giữa hai chân. 2. Thử tập yoga Có rất nhiều tư thế yoga dành riêng cho việc tăng vòng hông. Các bài tập này xây dựng cơ bắp và tăng cường sự dẻo dai. Khi đó bạn có thể thực hiện các bài tập hông khác dễ dàng hơn. Các tư thế yoga như con ếch, chim bồ câu, thần lằn và mặt bò là những tư thế bạn nên làm quen. 3 ngồi trên mông, bạn sẽ có được vòng hông lớn hơn và mông to hơn bằng cách đơn giản là ngồi. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Cell Physiology, các nhà khoa học đã khẳng định rằng áp lực đặt lên mông và hông khi ngồi nhiều có thể khiến cho mỡ tích tụ một cách đáng kể ở những vùng này. Các tế bào phản ứng với môi trường xung quanh chúng. Theo như lý giải của một nhà nghiên cứu, khi bạn ngồi, các tế bào chất béo bị nén trong thời gian dài tạo ra nhiều triglycerid, dạng chất béo chủ yếu tích trữ trong cơ thể, hơn với tốc độ nhanh hơn. 4. Sinh con Chắc chắn là bạn không sinh con chỉ vì mục đích tăng vòng hông, nhưng việc hông của phụ nữ to ra sau khi sinh con là điều hoàn toàn có thể. Ở một số người, vòng hông sẽ dần dần trở lại kích thước như lúc chưa mang thai. Tuy nhiên ở một số người khác, vòng hông sẽ lớn hơn và giữ nguyên như vậy. 5 cân nhắc về việc phẫu thuật. Nếu bạn sẵn sàng sử dụng dao kéo để đạt được vẻ ngoài giống như người mẫu siêu vòng ba Kim Kardashian thì có nhiều phương pháp đáng để tham khảo. Bạn có thể có vòng ba như ý bằng cách bơm mỡ tự thân vào phần hông, hoặc bạn cũng có thể được cấy ghép hông. Người ta sẽ đặt những lát silicone bên dưới các lớp da để tạo cho bạn một vẻ ngoài đầy đặn hơn. 6 chờ đợi Càng lớn tuổi, hông của con người càng to ra. Kết quả nghiên cứu cho thấy người ta không cần phải lên cân để có vòng hông lớn hơn khi lớn tuổi hơn. Trong một cuộc khảo sát với những người tham gia có độ tuổi từ 20 đến 79, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng chiều rộng xương hông, khoảng cách giữa các xương hông và đường kính xương hông tăng lên khi con người lớn tuổi hơn và khung chậu rộng nhất thuộc về người tham gia khảo sát lớn tuổi nhất chênh lệch về chiều rộng khung xương chậu giữa người lớn tuổi nhất và người nhỏ tuổi nhất trong khảo sát là khoảng 2,5 cm. Phương pháp 2: đánh lừa thị giác. 1. Lót hông. Bạn có thể làm cho vòng 3 của mình trông đầy đặn và nữ tính hơn mà không cần tập luyện. Mua quần lót độn hông. Bạn có thể mua đồ lót đi kèm với miếng đệm mút có thể tháo rời, nó sẽ tăng vòng hông lên vài cm sử dụng miếng lót silicone để tạo ra vùng hông đầy đặn hơn. Tìm cách cố định những miếng lót bằng miếng dán hoặc nhét chúng vào quần lót làm từ sợi microfiber hay quần bó. Bạn nên nhớ rằng, ngoại hình mới này có thể gây khó khăn trong việc mặc vừa chiếc quần jean yêu thích của bạn. Vì thế, một chuyến đi mua sắm là điều cần thiết. 2. Thay đổi tủ quần áo của bạn bạn có thể phối hợp trang phục sao cho có thể làm nổi bật vùng hông và đánh lừa thị giác về một vòng hông đầy đạn. Làm cho vòng eo trở thành điểm nhấn khi bạn chọn trang phục. Đeo thắt lưng hoặc dây đai, điều này mang đến cảm giác rằng bạn có một thân hình đồng hồ cát. Chú ý đến những đường cắt và màu sắc. Màu đen niêm nhạt và quần sáng màu làm vùng hông trở nên nổi bật. Chọn quần jean cạp trễ để nhấn mạnh vòng eo hay quần jean ống đứng thông thường lựa chọn những chiếc quần có nhiều túi phía trước và túi nhỏ hơn phía sau. Mua váy nhún bèo hoặc có nhiều lớp để hông trông to hơn. 3. Điều chỉnh tư thế Đứng trong tư thế thẳng lưng, vai thả lỏng và đẩy về phía sau. Dồn trọng lượng cơ thể lên một chân, hông đưa ra. Điều này sẽ tạo cho cơ thể có đường cong hình chữ S. Chống hai tay lên hông với ngón cái chỉa ra phía trước, những ngón còn lại chỉa về phía sau. Để có được S-line ở tư thế ngồi, bạn chỉ cần bắt chéo hai chân và dồn trọng lượng cơ thể về một bên hông. 4, đừng quên đung đưa hông nhé các nàng. Đánh hông mỗi khi bước đi tạo nên một cảm giác nữ tính và gây được sự chú ý với cánh mày râu. Thẳng lưng, thả lỏng vai và đẩy về phía sau. Hãy thư giãn cơ thể. Bước chân này lên phía trước chân kia, hai tay đung đưa tự nhiên bạn có thể nhấn nhá trong cách đánh hông khi xài bước một chút nhưng không nên thái quá đánh hông quá cường điệu sẽ khiến bạn trông rất khôi hài nâng cao hiệu quả bằng cách mang giày cao gót giày cao gót có thể khiến hông bạn phải uyển chuyển tự nhiên để giữ thăng bằng lời khuyên bổ sung nhiều protein và pitotrogen từ đậu nành hạt lanh và đậu phụ bên cạnh đó estrogen còn giúp eo thon gọn và tăng kích thước ngực có rất nhiều bài tập tốt cho hông, đa dạng hóa cách luyện tập để bạn không cảm thấy nhàm chán. Giữ vững quyết tâm, tập với tạ nặng để xây dựng cơ bắp, 4 đến 6 cân là phù hợp với cơ thể nữ. Tập nhiều các bài squat và không nên mặc quần có phần hông chật. Mặc áo ngắn, không nhất thiết là crop top, chỉ cần áo không phủ qua hông và quần legging để vùng hông được thoải mái.